Chào các bạn nhé. Hôm nay thì kênh Chin Hải Phòng sẽ dẫn các bạn đột nhập vào một cái khu chung cư có thể nói là đang rất là hot ở thành phố Hải Phòng. Và hôm nay thì kênh Chin Hải Phòng sẽ review cho các bạn cái căn hộ thực tế của một cái thành viên của team check-in là của bạn Hùng. Bạn Hùng đã sống ở đây cũng gần một năm rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ review cái khu này từ bên ngoài cho đến bên trong, trực tiếp căn hộ, xem là cái căn hộ này nó có gì mà hot như vậy, và Hoàng Huy, Đồng Quốc Bình có nên ở hay không. Và lát nữa thôi thì chúng ta sẽ đi vào bên trong cái khu chung cư này nhé. Còn bây giờ thì các bạn có thể nhìn thấy flycam đang bay ở bên ngoài để các bạn nhìn thấy tổng thể cái khu chung cư Hoàng Huy, Đồng Quốc Bình này. Thì khu chung cư này thì gọi là khu chung cư của Hoàng Huy vì đây là một cái dự án chung cư tái định cư cho các cái hộ dân đang sinh sống tại các khu tập thể cũ của Đồng Quốc Bình và Lê Lai. Nó hoàn toàn là một cái dự án tái định cư chứ không phải là dự án chung cư bán thương mại như các cái dự án khác của tập đoàn tài chính Hoàng Huy. Và cái dự án chung cư Đồng Quốc Bình này thì nó có vị trí khá là đắc địa, nằm ở trên cái tuyến phố khá là sầm uất, mặt đường là chay và một mặt ở phía đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nó rất là gần với các cái trung tâm lớn của thành phố Hải Phòng. Với cái tổng diện tích là 9.091m² và diện tích xây dựng là 6.076m². Ở đây thì có 4 tòa nhà H1, HH1, HH2 và HH3, HH4. Tính từ trong ra ngoài thì cái tòa mà các bạn đang nhìn thấy là HH4 là tòa nhà mặt đường nhìn ra Lạch Tray. Hiện nay thì hai cái tòa nhà đã đi vào sử dụng rồi. Còn lại thì hai cái tòa nhà H1 và H2 đằng sau đang hoàn thiện. Thì dự án thì hiện tại thì có hai cái tòa chung cư là 29 tầng, trong đó có hai tầng thương mại với các dịch vụ mua sắm rồi là công viên cây xanh. Dự án thì có một hầm phục vụ nhu cầu để xe cho cư dân. Diện tích căn hộ thì từ 52, 56 và 62m². Ở đây thì có khoảng hai cái tòa này thì đang có 1.456 căn hộ và có khoảng 5.800, gần 6.000 người dân đang sinh sống ở đây. Thì đây là một cái loại hình căn hộ tái định cư cho dân đang sinh sống ở những cái khu tập thể cũ. Và ở đây thì bản chất là chúng ta chỉ là nhà thuê thôi các bạn ạ, thuê của nhà nước, không có sổ hồng lâu dài đâu. Và không hỗ trợ vay vốn trả góp. Thì tiền thuê nhà ở đây thì thường là 10.000 đồng một mét vuông một tháng. Tất cả các việc mua bán của khu vực này thì chủ yếu là mua lãi suất của những hộ có nhà tập thể tại Đồng Quốc Bình đã được phường phê duyệt đền bù. Tuy nhiên thì cái việc mà mua bán này nó cũng khá rủi ro. Thì nếu mà các bạn muốn ở đây thì các bạn thuê, hoặc là các bạn nào mà liều ăn nhiều thì các bạn có thể mua, vì bản chất nó không phải là sổ hồng nên là chúng ta không thể mua bán một cách công khai thoải mái được. Và cấm, nhà nước thì cấm mua bán. Tuy nhiên thì cái luật pháp, hành lang pháp lý ở Việt Nam là nó cũng vẫn còn sơ hở rất là nhiều, nên là cái việc mà mua đi bán lại các cái căn hộ đây dưới hình thức viết tay thì còn có rất là nhiều. Thì tùy cái nhu cầu, cái mục đích của các bạn và tùy cái độ chấp nhận rủi ro các bạn có thể mua ở đây. Và bây giờ thì chúng ta hãy theo chân bạn Hùng, một trong thành viên của team Chain Hải Phòng đã sinh sống ở đây, để chúng ta review toàn bộ cái chung cư này từ bên ngoài, bên trong, khu vực để xe, thang máy cho đến căn hộ mà các bạn đang mà bạn ấy đang ở nhá. Nào, chúng ta hãy cùng theo chân bạn Hùng. Xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay team Chain Hải Phòng sẽ review không phải để ăn uống, không phải quán cà phê, mà chính là một khu nhà ở đã đang sống ở ngay chỗ trung tâm thành phố Hải Phòng, đó chính là Hoàng Huy Lạch Tray. Thì khu này là khu nhà ở an sinh, giúp cho các hộ dân cũ ở Đồng Quốc Bình có một nơi ở tốt hơn. Thì chính quyền thành phố đã đền bù một số tiền mà cấp cho mỗi người ở khu cũ Đồng Quốc Bình gần chợ một khu nhà ở trên đây. Có thể xem thì khuôn viên ở đây mình đánh giá rất là nhiều cây cảnh sạch sẽ và có người thường xuyên vệ sinh. Một nơi mà mình nghĩ là các bạn trẻ con ấy có thể chơi đùa rất là thoải mái, đá bóng và chơi đá cầu thoải mái. Và tiếp theo mình sẽ dẫn mọi người đi khám phá bên trong khu này xem có gì đặc biệt nhé. Mọi người theo mình.
đầu tiên là mời mình dẫn mọi người lên chỗ gửi xe. Thì tầng hầm ở đây thì chắc đợt qua rất nhiều đợt lụt ấy. Thì mình nghe thấy có tin đồn là ở đây lụt nó mất gần một tô, nhưng mà mình ở đây tầm gần một năm rồi, mình thấy là ở đây không hề lụt đâu. Mọi người yên tâm về cái điều đó. Mời lên xe đấy. Bây giờ mình dẫn mọi người lên khu gửi xe máy trước. Mình sẽ lên tầng mình ở phòng 22. Sau đó mình sẽ xuống tầng xe sau. Gửi xe ở đây thì mình mời lên tầng 2. Sau đó đi vé. Nếu mà khác thì mình đi đường này nhé. Còn nếu mà dân chính thức thì mọi người đi đường bên cạnh kia. Thì vé gửi xe ở đây trung bình tầm 5.000 một lượt. Và qua đêm thì tầm 10 đến 15.000. Thì trường hợp. Hello chị. Thì vé xe đây, vé xe tự động nó có tự chụp biển số xe nên là rất an toàn. Mọi người yên tâm là có trường hợp mình mất trộm xe được. Và tiếp theo đây thì mọi tiếp theo mọi người cùng mình lên phòng mình khám phá nhé, để xem view ở chung cao tầng có đẹp không. Thì phòng mình thuê ở đây full đồ là giá gồm 7,5 triệu. Nếu mà bạn người thuê không có đồ thì là 5 triệu, mọi người tự sắm đồ thêm. Bảy triệu rưỡi là mình gồm bàn ghế, sofa, tivi, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt và sẵn giường luôn. Mà đến chỉ việc ở thôi. Đây mình thấy đợi xe rất là đông, chắc phải tầm một mấy nghìn người ở đây đấy. Ở khu này thì gồm hai khu, đây là khu A. Ở đây kia là khu B. Khu A thì dân số về đây ở tương đối đông rồi, cũng gần full rồi. Ở đây 4 thang, trong đó có 5 thang. Thì 1 thang là chưa đi vào chuyện, 4 thang là chạy khá là chân chu. Cái thang này là thang để đồ, rất là rộng rãi. Mời quay thang để đồ. Thì mình sẽ đi thang bình thường thôi. Thang bình thường thôi. Đến rồi nhá, giờ mọi người hãy cùng mình vào phòng mình khám phá. Thì phòng mình ở view ở nhìn được hành trang và nhìn Eon luôn, rất là đẹp, rất là đáng tiền sống. 5 triệu trải nghiệm. Thì đây chính là khu nhà mình ở. Thì mình cứ để tự nhiên thôi, mình cũng đúng phong cách sống, mình cũng không dọn dẹp nhiều khi quay video. Thì đây là khu nhà vệ sinh của mình, thì rất là vừa tiêu chuẩn, cũng không to quá, không rộng quá. Tiếp theo đây là có sẵn một ghế sofa và một tivi bàn cửa này là anh chủ nhà đã thiết kế sẵn cho mình rồi. Và đây là cúp mình mới đặt giải được ở giải tennis, rất là tuyệt vời. Mọi người nhiều người tên giao lưu tennis thì cứ nhắn tin mình nhé, nick mình là Khẩu Nguyễn Hùng. Đây là bàn gỗ 4 ghế người ta sắp sẵn rồi. Ngoài ra mình còn lắp thêm camera để cho chắc chắn trong việc bảo vệ. Ngoài ra thì gồm tủ lạnh. Đây là gọi là cái gì, quên mất tên rồi. Bếp từ chạy điện luôn, mình không dùng ga. Đây là tủ lắp sẵn các thứ đầy đủ hết rồi. Mọi người đặc biệt ở đây thì mọi người có ban công rất là thoáng để mọi người có thể ở đây ngắm view hoặc là
thi thoảng ra buồn có thể mọi người ngắm thành phố này cũng khá giúp mình tâm trạng cũng phải khá ổn hơn đấy. Và view mình ở đây thì nhìn ra Aeon. Aeon và sân bóng chầu Đào Hải. Đây cái view đây. View đây là trông rất đẹp hơn. Đi anh đi hẳn ra đây. View tầng cao. Rất một trải nghiệm mình hồi nhỏ mình rất thích sống kiểu ở tầng cao á. Nên là khi lớn lên là khi mình đủ kinh tế một chút thì mình có thể sống thỏa mãn giấc mơ mình. Thì tiếp theo đây thì mình sẽ giới thiệu sơ bộ bên trong căn phòng của mình có cái gì. Thứ nhất thì mặt sàn này gồm gần 5m², gồm 2 phòng. Thì phòng này là phòng em mình. Có sẵn một nhà vệ sinh bên trong. Và tiếp theo phòng mình là phòng đây là phòng đẹp nhất. Để có view ra bên ngoài. Mời người mà xem. Phòng này thì nó bé thôi. Nhưng mà được cái là cái phòng tuy nằm bằng trong mình của mình nhìn ra view bên ngoài rất là đẹp. Để mọi người ra xem. Làm việc ở đây thì giúp mình tăng thêm cái cảm giác gọi là rất hưng phấn ấy. Khi có buồn mình chỉ ngồi ngắm và bật một bản nhạc nghe thì rất tuyệt vời. Và ở đây thì có sẵn nó sẵn điều hòa cho mình luôn. Thấy các đồ đạc rất là đẹp và sạch sẽ gọn gàng. Tiếp theo mình ngoài cùng mình khám phá khu tầng hầm nhé. Tầng hầm ở đây thì dùng để đỗ ô tô. Thì đợt dịch tầm giữa năm vừa rồi thì mọi người có nghe tin đồn là ở đây ngập ùn tắc ô tô đúng không ạ? Thì mình đính chính lại là hoàn toàn đó chỉ là tin đồn thôi mọi người nhé. Thì đường hầm đây có hệ thống nước xử lý nước mà chống ngập khá là tốt, mình thấy chưa không nào bị ngập. Nhưng ở đây có điểm yếu là có xử lý mùi thì chưa được tốt lắm đúng không? Ở đây chứ mình gửi mùi nước khá là hơi bị nồng. Thế rất là rộng rãi, thoáng và to, có thể đỗ được mình nghĩ là tầm 100 ô tô đấy. Thì giá để ô tô đây là tầm 1,5 triệu một tháng mọi người nhé, và giá để xe máy là 100.000. Đăng ký ở phòng 805 thì phải, mình nhớ không nhầm thế. Tầng hầm cho 2 khu để xe. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình nhé. Và nếu các bạn có thích yêu thích địa điểm nào thì các bạn có thể gửi cho mình để mình có thể đi review cho các bạn xem. Và bên mình thì cũng chuyên về dịch vụ quảng cáo Facebook và bất động sản. Nếu các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ mình để mình có thể hỗ trợ một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và xem video này. Xin cảm ơn.